Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình xin giới thiệu, mình tên là Win. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục vấn đề về thẻ tín dụng. Thì cái vấn đề tiếp theo mình chia sẻ là về cái lợi đi, cái hại điện tử của nó. Đó. Cái lợi đây thì mình sẽ chia sẻ một số câu chuyện để cho các bạn hiểu rõ hơn hơn là mình nói không 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 hả. Thì cái lợi đầu tiên mà khi mà mình sử dụng thẻ tín dụng là nó giải quyết được cái vấn đề là bạn bị kẹt tiền. Đó, bạn bị kẹt tiền như thế nào, ví dụ luôn, ví dụ đời sống Mỹ và giống sẽ giống rất giống đời sống Việt Nam luôn, là khi ví dụ bạn cần mua, gia đình bạn chuyển nhà đi, thì khi dọn cái tới một cái căn nhà mới mà trong tay các bạn chỉ có khoảng 1.000 đô thôi, nhưng mà chi phí để mua những vật dụng trong nhà đó nó chỉ giá khoảng 1.500 đô, thì bạn đã bỏ hơn 1.000 đô rồi, 1.000 đô tiền mặt rồi, thì ngay tại thời điểm đó bạn không còn có thể mượn ai nữa. Mình nói trong trường hợp là không còn mượn ai được nha, và có thể là bạn không dựa vào ai nha, thì bạn không còn mượn ai được nữa, thì cái thẻ tín dụng nó sẽ là cái lá bùa giúp các bạn đó. Là bạn thiếu 500 đô thì khoảng ngày 1, ngày 5, ngày 6 bạn lãnh lương ngày 1, ngày 2 đi, khoảng tới ngày 10 bạn dọn nhà, bắt đầu dọn nhà, thì khi tới nhà đó thì bạn phải dọn dẹp rồi mua sắm này kia cái đó. Khi tới nhà đó bạn mua hết 1.000 đô, bạn thiếu 500 đô nữa, thì bạn lấy cái thẻ tín dụng ra, bạn tới đó mua, bạn kẹt cái rẹt đó, thì món đồ đó đã là của bạn đó. Bạn đem về bạn trang trí cái nhà rồi nó sẽ xinh đẹp hơn, cảm thấy thoải mái hơn, thích thú hơn, thỏa mãn được cái sự mua sắm của mình đó. Đó là câu chuyện thứ nhất, đó là câu chuyện là nó giải quyết bạn khi bạn kẹt tiền rồi. Mẫu chuyện thứ hai nó sẽ giúp cho các bạn kinh doanh đó. Cái lợi của nó là, em hồi bữa mình đã nói là như vậy, giúp cho các bạn kinh doanh thế nào. Ví dụ như là các bạn muốn kinh doanh một số loại thuốc ở Mỹ đi, các bạn cần mua thuốc ở Mỹ về, mua để về để gửi cho người thân bán, thì cái thẻ tín dụng nó rất là lợi thế. Là theo cái ví dụ một, bạn có 1.000 đô, nguyên cái lô hàng đó, ví dụ 1.500 đô, bạn có 1.000 đô tiền mặt thôi, thì bạn bỏ 1.000 đô tiền mặt mua rồi, bạn còn thiếu 500 đô nữa để bạn mua cái sản phẩm đó ngay lúc đó để bạn về bạn bán đó, thì thẻ tín dụng sẽ là tấm bùa để giúp cho các bạn giải ngân rất nhanh. Các bạn mua thuốc đó bạn kéo rẹt rồi xong, các bạn có được món đồ đó, có được cái hộp thuốc đó, có được một lô hàng trị giá 1.500, rồi các bạn gửi ở Việt Nam để cho người thân bán, sau đó giải quyết như thế nào đó, đem tiền qua Mỹ trả lại trong vòng 1 tháng, là các bạn đã giải quyết được vấn đề là kinh doanh đó. Khi mà các bạn làm giỏi rồi thì các bạn có thể dùng thẻ tín dụng bạn mua đồ 100% luôn, bạn mua xong bạn dễ bán liền xong bạn gửi tiền qua rồi các bạn trả nợ đó, trong vòng 1-2 tháng gì đó, thì các bạn đã thẻ tín dụng để giúp cho các bạn rất kinh doanh rất là tốt, công ty hoạt động không cần phải mà các bạn phải bỏ vốn. Mình sẽ lấy trường hợp 1.500 đi, ví dụ thẻ tín dụng bạn xài được 1.500 thì bạn mua hết 1.500 luôn, bạn đem về Việt Nam bạn bán, xong bạn đem tiền qua Mỹ và bạn trả vô cho ngân hàng, thì bạn đâu có nợ nần gì đâu, thấy không? Đó, thẻ tín dụng nó, nếu mà sử dụng tốt, nó sẽ rất là có lợi khi mà các bạn kinh doanh ngắn nha, kinh doanh dài thì các bạn phải có một cái nguồn tiền khác bạn đắp vô, hoặc là vốn khác đắp vô, không là bạn xài như vậy nó sẽ dễ bị vỡ nợ. Đó, thì các bạn đó là hai câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó, thì các bạn có thể lấy những hai mẫu chuyện này mà áp dụng vô cái cuộc sống của bạn hoặc là về những lĩnh vực khác đó, thì một câu chuyện bạn sẽ chiếu vô cái cuộc đời mình là mình cần những câu chuyện nào mà nó giúp cho mình, nó giống giống như vậy, nó cũng thực hiện cái việc kinh doanh như vậy trong vòng 1-2 tháng đó, thì các bạn hãy áp dụng nó vô. Sau hai câu chuyện á thì mình đã chia sẻ xong với các bạn về cái cách hai câu chuyện thực tế và một cái câu chuyện về chính bản thân mình muốn chia sẻ với mọi người. Là khi mà có một lần mình đi xuyên bang
là mình đi từ Arizona mình qua bên Cali để mình chụp ảnh, sau đó mình quay trở về. Thì trên đường quay trở về đó thì mình có đi đổ xăng, và sau đó sau khi đổ xăng mình để quên cái ví ở trên gần cái nắp mở lên của cái thùng sau á đó. Đó thì giống như mình đổ xăng thì cái bình xăng nằm ở sau thì mình đút vô, nhưng mà mình không có bỏ cái ví này nè, đây là cái ví mình mất nè, mình đã tìm lại được cái ví đó, mình bỏ vô trong cái ở trên đó mình quên đó, rồi mình ra mình đóng bình xăng đi con ơ luôn. Thì cuối cùng là mình chạy được khoảng 5 mai đó, mình sực nhớ là cái bóp đâu, mình quay lại thì cái bóp nó đã rơi mất rồi đó. Thì cho tới khoảng 1 2 ngày sau là sau khi mình rớt nha, là mình lấy điện thoại ra, mình đăng nhập những cái ngân hàng online á, những cái banking online của cái thẻ của mình, là có mình xài hai nhà băng, mình đăng nhập vô đó mình khóa cái thẻ lại liền, tại vì khi mình mất mình khóa cái thẻ lại thì nếu mà ai lượm được cái thẻ của mình, cái thẻ của cái những thẻ này của mình nè đó, ai lượm được những cái thẻ này của mình nè thì sẽ không bao giờ xài được, tại vì mình đã lock nó rồi đó. Thì sau đó có một cái anh ảnh nhặt được và ảnh nhắn tin cho mình, trong tại vì trong ví của mình đã có cái số điện thoại của mình đó, thì ảnh nhắn là bạn đánh rơi cái ví phone không, thì mình nói là đó là của mình, xong gửi lại trả cho mình đó. Thì ngay lúc đó thì mình đã khóa nó rồi, và để phòng ngừa thì mình lấy cái thẻ đi, mình bỏ nó đi, mình đăng ký bằng một cái thẻ mới, vẫn là tài khoản cũ nhưng mà cái số trên thẻ là số mới đó. Là tại vì mình thường mình xài nó, mình ít có bỏ tiền mặt trong đây lắm đó, nên cái ví của mình toàn là thẻ thôi, thẻ không đó, thẻ không đó. Rồi thì khi mình mất cái ví á, mình mất đã 2 lần rồi, thì mình thấy là mình không phải lo hết, tại vì mình đã không bao giờ bỏ tiền mặt trong đây hết á, có bỏ thì bỏ cũng khoảng 10 đồng 20 đồng thôi để phòng hờ thôi, chứ chứ không bỏ nhiều giống như ở Việt Nam thì mỗi lần đi phải bỏ 500 nghìn gần 1 triệu vào trong bóp, mỗi lần mất thì sẽ khá là tiếc. Và khi các bạn thì ở Việt Nam các bạn làm lại những cái chứng minh nhân dân bằng lái xe thì nó rất là lâu, nhưng mà ở Mỹ này sẽ làm nhanh hơn đó. Thì mỗi lần mất ví ở Mỹ á thì mình cảm thấy rất là dễ khi mà làm giấy tờ lại, rất là easy luôn đó. Thì đó đó là câu chuyện bản thân mình đó, đó là những câu ba câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình, và các bạn thấy hay hãy like cho mình một cái để mình biết, và nếu mà các bạn có những ý kiến gì các bạn hãy comment bên dưới, có những câu hỏi gì và thể ứng dụng mà mình có thể giải đáp được mình sẽ chia sẻ với mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.